đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Để thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam rời sân chơi Olympic. Huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam tự tin giúp Hà Nội FC tỏa sáng. Hà Nội FC tổn thất lực lượng trước trận đấu gặp Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Gong Eun Kim cập bến V-League. Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam rời sân chơi Olympic. Trước một đối thủ vượt trội về mặt đẳng cấp, tuyển nữ Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ và nhận trận thua cách biệt trước nữ Nhật Bản. Sau hai lượt trận đầu tiên vòng loại Olympic Paris, Nhật Bản toàn thắng với ngôi đầu bảng C. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam và Uzbekistan có cùng 3 điểm, đoàn quân áo đỏ đứng trên đội bóng Tây Á nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam giữ ít cơ hội để vượt qua được vòng loại thứ hai Olympic với tình thế hiện tại khi đã để thua trước Uzbekistan tại trận đối đầu trực tiếp. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023. Không những vậy, nhiều khả năng sau trận đấu gặp Nhật Bản, ông Mai Đức Chung sẽ chính thức nói lời chia tay đội bóng áo đỏ. Gặp Nhật Bản ở lượt cuối, tuyển nữ Việt Nam ra sân với quyết tâm rất lớn, Huỳnh Như và các đồng đội muốn chơi một trận đấu thật hay để tri ân ông Mai Đức Chung. Những phút đầu trận, hàng thủ Việt Nam phòng ngự kín kẽ sau hàng loạt tình huống tấn công của Nhật Bản. Ở phút 33, thủ môn dự bị của tuyển nữ Việt Nam có pha bắt bóng chuẩn xác trước quả đá phạt đền của đối thủ. Từ phút 39, tỷ số được mở cho Samurai Xanh từ một pha tấn công trùng lộ hay của tuyển nữ Nhật Bản. Bóng được căng ngang thuận lợi để Shimizu băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội nhà. Phải tới phút thứ 45, tuyển nữ Việt Nam mới có được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Tuyết Dung bất ngờ đá thẳng từ quả phạt góc bên cánh phải đưa bóng đi sát của dọc khung thành của Nhật Bản. Tới phút 54, tỷ số đã là 2-0 cho Nhật Bản. Thủ môn Không Thị Hằng có pha phá bóng bằng chân trước khi hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam liên tiếp có những pha xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Moriya ghi bàn thắng thứ hai không mấy khó khăn. Những phút còn lại của trận đấu, Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực nhưng bất lực trước việc có được bàn thắng danh dự và đành rời sân với trận thua 0-2 chính thức chia tay vòng loại Olympic Paris. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tự tin giúp Hà Nội FC tỏa sáng. Ông Đinh Thế Nam cho rằng việc thiết lập lại lối chơi cho Hà Nội FC không khó, điều quan trọng đó là cải thiện tinh thần sau các trận thua. Việc sắp xếp lối chơi không phải là khó, điều cần đó là động viên tinh thần của toàn đội. Vai trò của các cầu thủ trụ cột cũng rất cần thiết vào lúc này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói trước buổi tập chiều nay của Hà Nội FC. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước truyền thông trong vai trò là huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội bóng thủ đô. Ông Đinh Thế Nam nói thêm, khó khăn của đội đó là vấn đề về tinh thần, những trận thua tại AFC Champions League ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ. Cựu huấn luyện viên trưởng của Việt Nam thừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt Hà Nội FC trong vai trò tạm quyền. Đội bóng thủ đô liên tiếp thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện thời gian qua. Họ chia tay huấn luyện viên trưởng Božidar Bandovic sau khi thua hai trận ra quân AFC Champions League. Trợ lý Lê Đức Tuấn giữ vai trò tạm quyền nhưng cũng không giúp Hà Nội FC cải thiện kết quả. Họ thua tiếp Wuhan Three Town tại AFC Champions League và câu lạc bộ Hải Phòng ở V-League. Ban lãnh đạo đội bóng đưa giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ là ông Đinh Thế Nam lên vị trí huấn luyện viên tạm quyền. Đinh Thế Nam được biết đến nhiều với vai trò đào tạo và dẫn dắt các đội trẻ. Ông chỉ dẫn dắt câu lạc bộ V-League trong một thời gian ngắn cách đây gần 20 năm. Dù vậy thì nhà cầm quân người Hải Phòng tin rằng ông có thể làm tốt hơn so với khi dẫn dắt đội trẻ. Các đội bóng ở cấp độ lớn có cầu thủ trình độ tốt, họ chơi theo nhịp khác nhau. Tôi sẽ đưa ra yêu cầu riêng với họ qua từng trận đấu, muốn khắc phục những điểm ở khâu phòng ngự cho các cầu thủ như đọc tình huống trước và cũng là hỗ trợ với khâu tấn công, tôi có thể xoay sang sơ đồ khác, ông Đinh Thế Nam nói. Hà Nội FC tổn thất lực lượng trước trận đấu gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vừa bắt đầu nhiệm vụ dẫn dắt Hà Nội FC, ông Đinh Thế Nam nhận ngay thông tin bất lợi trước trận đấu gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đỗ Duy Mạnh không tham gia tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập chiều nay của Hà Nội FC. Cầu thủ này gặp vấn đề về sức khỏe và anh không đủ thể lực để thực hiện được các bài tập. Anh chỉ đi bộ quanh sân. Tại buổi tập này, Hà Nội cũng thiếu đi tiền vệ Marcão, ngoại binh người Brazil chấn thương và không gặp mặt trong hai trận đấu với Wuhan Three Town và câu lạc bộ Hải Phòng. Anh chưa chắc kịp bình phục để có thể ra sân trong trận đấu với Công an Hà Nội sắp tới. Nếu như Duy Mạnh và Marcão không kịp bình phục, Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn. Hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô vốn không có phong độ tốt trong những trận đấu đầu mùa. Sau khi Bùi Hoàng Việt Anh rời đi, Hà Nội chưa có sự thay thế xứng đáng. Trung vệ Damien Letalek có hồ sơ đáng kỳ vọng khi từng khoác áo Dortmund, chưa đáp ứng được yêu cầu và liên tục mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong những trận đấu đầu tiên. Tại trận đấu với Hải Phòng, Letalek không được đăng ký thi đấu và cũng không có tên trong danh sách dự V-League của Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô đã phải chốt danh sách ngoại binh vào ngày mai và nhiều khả năng Letalek không được giữ lại. Ông Đinh Thế Nam sẽ tiếp tục cân nhắc lựa chọn ngoại binh trong mùa giải. Cựu huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Tôi không nói về tình hình ngoại binh ở AFC Champions League, tôi chỉ nói về trận đấu tới đây. Ngày mùng 2 mới hết hạn nên tôi có thể thay đổi để có thể cải thiện, tạo sự hiệu quả cho đội bóng, huấn luyện viên tạm quyền của Hà Nội FC chia sẻ. Huấn luyện viên Gordon Quinn cập bến V-League. Tuyển Việt Nam chắc chắn hưởng lợi các câu lạc bộ ở V-League có những huấn luyện viên nước ngoài tới làm việc như trường hợp mới nhất là huấn luyện viên Gordon Quinn dẫn dắt Công an Hà Nội. V-League thêm thầy ngoại. Sau nhiều đồn đoán thì tương lai của cựu huấn luyện viên trưởng Việt Nam là ông Gordon Quinn cũng được xác định khi chính thức dẫn dắt Công an Hà Nội với ba hợp đồng kéo dài 2 năm. Người hâm mộ không xa lạ vị trí lực giảng Hàn Quốc bởi ông từng được coi như là ứng viên sáng giá nhất thay cho ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam sau khi mà người đàn anh đồng hương kết thúc hợp đồng với V-League. Nhưng vì nhiều lý do, huấn luyện viên Hàn Quốc từng ghi dấu ấn đậm nét bằng phong cách huấn luyện, sự hiệu quả cùng với Việt Nam tại vòng chung kết châu Á tới lúc này mới quay trở lại công việc sau khi ký hợp ba hợp đồng với nhà đương kim vô địch V-League. Tính đến thời điểm này, sau khi ông Gordon Quinn vừa gia nhập Công an Hà Nội, V-League đang có tổng cộng 3 ngoại binh ra các câu lạc bộ tham dự sân chơi cao nhất Việt Nam bên cạnh những người đi trước như Kiatisak và Popov. Tuyển Việt Nam trở lên đời. Bên cạnh niềm tin dành cho Công an Hà Nội thì có được sự phục vụ của một trong những huấn luyện viên được coi là tài năng và cá tính từng đến làm việc tại Việt Nam thì cũng có lý do để huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier lẫn Việt Nam thêm hy vọng. Điều này là có cơ sở khi mà ai cũng thấy Thanh Hóa lột xác thế nào khi được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên ngoại gần nhất, đặc biệt là dưới thời của ông Popov, danh hiệu cúp quốc gia, siêu cúp quốc gia, cùng với đó là hàng loạt cầu thủ xuất hiện trở lại tuyển Việt Nam, đó là thành quả là minh chứng rõ nhất. Hoặc với Công an Hà Nội, dù chưa thể tạo ra quá nhiều thành công về mặt danh hiệu, nhưng ít nhất dưới sự dẫn dắt của Kiatisak cũng đã tạo tiền đề cho khá nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành và đang đóng góp cho tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam trong những năm qua. Tất nhiên chẳng phải huấn luyện viên ngoại nào thì cũng thành công hay phù hợp với V-League. Nhưng trường hợp của ông Gordon Quinn có thể sẽ khác khi từng khẳng định được năng lực qua việc dẫn dắt U23 Việt Nam chơi khởi sắc và bùng nổ tại châu Á cách đây ít năm, dù lực lượng là không hẳn đã tốt. Sự có mặt của tài năng ông Gordon Quinn ngoài nhiệm vụ giúp Công an Hà Nội chơi tốt hơn tại V-League còn mang đến hy vọng nâng tầm những ngôi sao hay cầu thủ của đội bóng này như cách mà các đồng đội Kiatisak Popov làm tại Hoàng Gia Lai và Thanh Hóa. Và từ đây, V-League tăng tính cạnh tranh để giúp Chaussier thêm những lựa chọn chất lượng cho tuyển Việt Nam, hiện thực hóa giấc mơ World Cup khi mà ai cũng biết chất lượng của đội tuyển quốc gia phản ánh bộ mặt từ giải vô địch quốc gia chứ nào xa xôi gì.